Bấy lâu nay, nữ ca sĩ Sư Black biến mất khi dính đến chuyện vỡ nợ, bị tố cáo lừa đảo và bị nghi vấn cờ bạc. Tuy nhiên mới đây, Sư Black trở lại sân khấu, nhìn chị trông già hơn, không có còn sảng khoái, cười ha hả như xưa. Sư Black từng tâm sự rằng không có ca sĩ nào muốn hát cùng chị khi xảy ra chuyện vỡ nợ nần hay có người toan tính ám hại chị. Sư Black từng bị đồn thổi là giai đoạn đó về quê ở ẩn, làm nhiều khác nhau, làm nghệ làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống qua ngày và tìm cách chi trả nợ nần. Mới đây, super Black xuất hiện trở lại sân khấu trong một game show ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị có màn song ca ngọt ngào và có những hành động tình tứ với chàng ca sĩ người Mỹ Miko York. Ngay trên sân khấu, Siu Black tâm sự, đến giờ vẫn có nhiều đồng nghiệp vẫn sắt cánh với chị, hỗ trợ chị và con trai của chị vẫn đang theo nghiệp mẹ.